Vào thời Tam Quốc, sông Han Than là tuyến giao thông nối hai miền Nam Bắc, cung cấp nguồn nước uống, giữ một vị trí rất quan trọng. Là vị trí vô cùng quan trọng trong kế hoạch Nam Tiến của Câu Cao Ly. Đồng thời, nơi đây cũng giữ một vai trò quan trọng đối với Bách Tế khi xâm chiếm Câu Cao Ly. Tại đây đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến. Sau khi Tam Quốc sụp đổ, nhà Silla và nhà Đường cũng đánh nhau tại nơi này. Nơi đây có địa hình rất giống với bây giờ. Chúng tôi đã tái hiện lại một phần hiện trường chiến đấu của Silla và nhà Đường. Chúng ta có thể xem một cảnh trong trận chiến Mesokon. Trận chiến được biết đến là trận đánh lớn tận dụng vách đá hiểm trở để đánh đuổi nhà Đường. Vì địa hình của sông Han Than có nhiều vách đá có hình dạng gành đá, nên có thể tận dụng nó để kiểm tra động thái của kẻ thù. Đất ở nơi này nhão và bùn lầy, chỉ chúng ta biết được độ nguy hiểm của nó nên đã tận dụng địa hình đó. Khi mà quân nhà Đường cưỡi ngựa đi qua đây thì bị lún bùn. Tận dụng thời cơ đó, Silla đã ngăn chặn không cho quân Đường tiến đến gần thêm, đánh đuổi quân Đường về nước. Lưu vực sông Han Than có một nơi được biết đến là điểm đến du lịch đã từng là hiện trường của một cuộc giao tranh khốc liệt ở Đông Nam Hàn Quốc. Nó có ở tuyến số 38 cửa vào sông Han Than. Nếu nơi đây không xảy ra chiến sự, thì có lẽ giờ đây chúng ta không xem được những thứ này đúng không nào? Giờ đây chúng ta cùng hy vọng đất nước thống nhất để tàu lửa có thể chạy đến bên kia bờ sông Han Than và Imchin. Đây là bể cá kỹ thuật số. Những con cá ở thượng nguồn và hạ nguồn sẽ thay phiên xuất hiện. Khi bạn chạm vào một con cá, bạn có thể biết được tên và thông tin của con cá. Đây là một góc mà trẻ em có thể được giải trí bằng cách chạm vào con cá như thế này. Đây là mô phỏng chuyển động của khinh khí cầu. Nếu leo lên khinh khí cầu, ta có thể đi từ đập Han Than đến đồng bằng Jeonwon, rồi lên thượng nguồn và có thể ngắm toàn bộ phong cảnh của sông Han Than. Khi ngồi trên khinh khí cầu, có thể cảm nhận chuyển động giống như đi khinh khí cầu thật. Ngoài ra, phía trước còn có gió thổi, vì vậy nên có cảm giác rất thật. Các bé có thể cảm nhận việc chuyển động này nên rất thích. Những người lớn thì có thể ngắm cảnh nên cũng rất thích. Chuyến hành trình giả tưởng đầy chân thật với cảm giác rung lắc, cộng thêm làn gió thổi mát mẻ. Đồ họa nước nơi có thể trải nghiệm nguyên lý của con đập nước, làm cho nước chảy và thay đổi dòng chảy của nước. Cắt dòng nước, có thể vẽ những thứ như thế này. Bây giờ chúng ta có thể chắn ngang dòng nước và làm cho hoa nở, cắt ngang như thế này. Nếu mình để nó chảy tiếp thì nó sẽ trong lại. Đây là nơi trải nghiệm việc phải có nước thì mới có sự sống. Nếu không có nước thì thực vật cũng biến mất. Như lúc nãy thì chúng ta thấy phải có dòng nước thì tảo mới hình thành. Khu vui chơi hy vọng chứa đựng tương lai của nguồn nước sạch. Chúng ta có thể xem trong tầm mắt quá trình lưu thông của nước bắt nguồn từ tỉnh Gangwon đến từng hộ gia đình.